căn nhà này ở khu phố Sủi Cảo, Hà Thuận Quyền nè. Địa chỉ 170/36 đường Hà Thuận Quyền, phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ha. Bên đây là đường Trần Quý, bên đây là đường Hà Thuận Quyền. Đó, ngay phố Sủi Cảo luôn nha cô chú anh chị. Nhà này thì chiều ngang của mình á là 3,5 m và chiều sâu vào á là 5,3 m. Và trên lầu đây là ban công lớn ra từ cái lầu 2 nè. Cái lửng này, cái lầu 1 này không có lấn ra ha. Còn cái lầu 2, lầu 3, lầu 4 ở trên là lấn ra thêm được 6 m nha. Và căn nhà này thì trong đây là hẻm hết rồi, trong đây là hết trơn rồi ha. Ở phía trước này là chủ nhà tặng luôn cho mình một cái kho này luôn. Có cái kho này là tặng cho mình luôn nè. Cái kho này chiều ngang qua thì cũng khoảng 2 m mấy, 3 m. Ở đây có cái giếng nước cổ. Ở bên kia thì ta nói chung nếu mà một các người mọi người đều đồng ý mà mở cái này ra luôn thì khu này đường này khoảng 10 m. Ok ha. Đó, còn đi ra phía ngoài nè. Thì thẳng ở ngoài kia là khu Sủi Cảo, Hà Thuận Quyền. Đó, còn bên đây là đi ra đường Trần Quý nè. Đó, căn mình căn sau lưng cho mặt tiền đường Trần Quý á cô chú anh chị. Sau lưng cho mặt tiền đường Trần Quý nha. Còn đây là khu Sủi Cảo, Hà Thuận Quyền nè. Cái này mà nếu giải tỏa ra, những cái này giải tỏa ra thì nó sẽ rộng lắm đó, cô chú anh chị. Đây là cái khu Sủi Cảo, Hà Thuận Quyền hả cô chú anh chị. Đó, đằng kia là ra đường Nguyễn Chí Thanh, còn bên đây là đường Trần Quý nè cô chú anh chị. Thẳng bên kia là 3 tháng 2. Khu này là khu Sủi Cảo, Hà Thuận Quyền hả cô chú anh chị. Phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó, khu này khu bán Sủi Cảo ha, lớn nhất của Sài Gòn luôn nha. Đó, hướng này đi thẳng ra ngoài kia là đường Nguyễn Chí Thanh, rồi qua bên kia là đường Hồng Dương ha. Ngay chỗ hẻm 170 nên mình quẹo vô nè. Cái căn nhà mình nằm bên trái, căn cao màu xanh bên trái đó cô chú anh chị thấy không? Cái căn xanh màu xanh cao bên trái nè. Đó, căn màu xanh xanh cao nằm phía bên trái á. Đó, cái lộ giới hai bên nó vô tới đây nè ha. Hết cái đường này luôn nha. Hết bên cái đường này luôn. Cái lộ giới tới hết bên đó. Nếu mà cái này mai mốt mà cái đường này mọi người đồng ý để tỏ cái đường khúc giữa này ra thì cái đường này sẽ rộng ha. Cái căn nhà mình là cái căn bên đó đó cô chú anh chị. Cái căn cao đó là. Đó, căn cao đó đó, thấy không? Đứng qua đây nhìn thấy bên đó nè. Đó, căn nhà mình là căn đó đó cô chú anh chị. Cái kho này là chờ chủ nhà cho mình luôn ha. Đó, cái căn cao này nè, ngang 3,5 m, chiều sâu vô là 5,5 m. Ha, nếu mà lộ giới nó hết thì như này, rộng như thế này. Còn nếu mà cái kho này mình đập bỏ, mình không xài mình đập bỏ thì nó rộng ngay trước nhà mình ha. Nhà đang sửa chữa rồi, mình đi vô đó mình xem ha. Hồi trước là chủ nhà kêu 3,680 tỷ, sau đó chủ giảm xuống còn 3,380 tỷ. Và bây giờ chủ sửa xong thì chủ sẽ cho giá mới, nhưng chắc cũng không cao hơn cái giá cũ bao lâu được nhiêu đâu, cũng bằng bằng vậy thôi, chủ nói vậy. À, cô chú chị bạn nào quan tâm thì cứ alo Vũ Hồng ha, sắp xếp gặp chủ mình sẽ đàm phán giá cả nha. Đang sửa chữa mình tiếp tục sửa chữa những cái thứ gì ha. Là chủ nhà tặng cho mình cái nhà kho này luôn nha, tặng luôn cái nhà bếp này luôn ha. Ở nhà bếp này nè, mình muốn dở hay muốn để là mình để ha. Ở đây là cái giếng nước cổ, cái giếng nước cổ ngay trước nhà nè. Đó. Hiện tại trước nhà mình đây ha. Rồi, ngoài có hai lớp cửa bảo vệ nè, cửa lùa với cửa sắt bên ngoài ha.
mình. Đó, mình vô đây ha. Để tới đây. Đó. Chiều ngang qua. Đây. Tường nhà thì được dán cao đến trần luôn nha. Nhà thì đúc bê tông cốt thép toàn bộ luôn ha. Nhà thì đúc bê tông cốt thép toàn bộ luôn. Thì điện chính, nước chính, sổ hồng nha. Rồi, cầu thang thì ta vịn bằng inox 304, mặt đi bằng đá hoa cương ha. Đó, cầu thang đúc bê tông cốt thép rất chắc chắn luôn. Đó, nếu mình mở cái cửa này ra, mình đập luôn cái nhà này phía trước cái nhà kho của mình nha. Chủ nhà tặng cho mình nhà kho đó luôn. Thì nhà rất là rộng rãi ha. Cầu thang đúc bê tông cốt thép, nhà đúc bê tông cốt thép rất mà chắc chắn luôn nha. Đang chữa chữa nên rất ồn, cô chú chị bà thông cảm ha. Đó. Đây cái hốc dưới cầu thang. Cái này là cái lửng nè, mà xé ra ngoài là nó là cái lửng bên ngoài, thấy không? Cô chú chị bạn nhìn này, cái lửng nè ha. Đây mình sẽ có cái chỗ mở nè để đẩy qua nè ha. Này mở mình thoáng nha. Đúc bê tông cốt thép trên nhà rất là chắc chắn luôn ha. Rồi lên lên lầu tiếp nha. Nhà đang chữa, cô chú chị bạn thông cảm ha. Đây khu vực này thì có làm thêm nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh nè. Chỗ để máy giặt. Nhà vệ sinh. Này phía trước có cái phòng. Đó. Ở trên từ trên đầu 2 này trở lên đó thì nó sẽ có cái ban lấn ban công ra thêm được khoảng 1 mét. Có cửa sổ bên ngoài và cửa ra ngoài ban công. Đó. Nếu mà tính ra thì cái đường nó bự như vậy nè ha. Đó, khu sủi cảo ha. Đây có lan can, có cái bồn hoa. Cái nhà kho này là chủ nhà tặng cho mình nè ha, hai miếng tôn nha. Đó, phía này là mình sử dụng ngay trước nhà mình là mình sử dụng luôn. Nếu mình chịu khô đập bỏ cái này ra luôn đó, thì cái này nó sẽ rộng ra ha. À, trên này là cũng Sino rút ra đưa ra nè, bên không rút ra luôn ha, cho Sino nha. Đúc bê tông cốt thép toàn bộ luôn. Nhà mình chỉ có nhà mình lấn ra thôi. Cái nhà này là không có lấn. Cái nhà mình lấn ra lúc ngoài này luôn ha. Trên đây chiều dài vô sâu vô trong là tới 6 mét mấy luôn á, 6 mét rưỡi. Nó sâu dài vô trong là 6 mét rưỡi luôn. Có cái gác lửng nhỏ nè. Đây chủ nhà có làm một cái gác lửng nhỏ nè ha. Ở đây một cái phòng, phòng này cũng rộng nha. Có cửa sổ, có đi ra cửa đi ra ngoài ban công. Rồi xin nhắc lại là cầu thang bằng đúc bê tông cốt thép và xài đá mài ha. Những năm 80 thì mới xài đá mài. Inox 304. Ở trên này ban công là lấn ra thêm được khoảng một gần 1 mét đó cô chú anh chị. Nhà thì nhà đúc bê tông cốt thép thiệt nha. À, nhà mình ở phía sau thì căn nhà thấp hơn nên mình có mở cửa phía sau nè. Cái căn đó là căn mặt tiền đường Trần Quý nha cô chú anh chị. Đây thuộc khu sủi cảo Hà Tôn Quyền. Nóng dễ xong với các bạn. Đây là mình có thể hình dung được toàn bộ cái khuôn viên của nhà mình ha. Từ đây là nếu mình đếm gạch này 3 tấc ra đây. Đây có thêm một miếng nhỏ ha, nửa miếng ha. Một miếng là 2 nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kể như là 20 miếng đây. 20 miếng là 6 mét ha. Rồi phía ngoài này ha, thêm ban công phía ngoài đây, nhà ban công nhỏ nha. Và có chậu trồng hoa phía ngoài nè. Đây mình nhìn ở trên xuống nè ha cô chú anh chị. Và xin nhắc lại là căn nhà mình đúc bê tông cốt thép toàn bộ luôn ha. Máy đúc bê tông cốt thép bên trên nữa nè, cái Sino này đúc luôn nè. À, nhà mình thì lấn ra kho với nhà hàng xóm thì lấn ra thêm được một khoảng như thế này. Đó. Và đây nhìn thẳng ra kia là phố Sủi Cảo Hà Tôn Quyền ha, phường 4 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh nha. Và hiện tại thì cái nhà này thì chủ là ngưng lại
là để sửa chữa lại hoàn thiện rồi bán. Hồi lúc trước á, là kêu 3 tỷ 680, xong đó sao chủ giảm xuống 3 tỷ 380 và chủ nhà quyết định sửa lại, nhưng mà giá thì chủ nhà nói là cũng ướm ướm, nếu sửa xong cũng bằng cái giá cũ à, 3 680 cỡ đó thôi. Cô chú chị bạn nào đi xem thì chủ Hồng sắp xếp gặp anh chủ nhà để mình làm việc trực tiếp với chủ luôn ha. Mình muốn sửa gì thì mình thương lượng với anh chủ nhà, làm việc với chủ thầu đang sửa chữa luôn nha, và sửa lại thì nó đẹp long lanh hơn vậy rất là nhiều. Rồi cảm ơn chú, với anh làm mạnh khỏe rồi em đi nha anh. Rồi cô chú chị bạn nào lần đầu xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ chú Hồng ha. Ủa cái lối này lối gì, lối lên sân thượng đúng không, lên trên máy không? À, cái lối này là cái lối đi lên trên máy gia thang sân thượng bên trên đó cô chú anh chị. Rồi chú Hồng cảm ơn cô chú chị bạn xem lớp tiếp review nhà nha. Và chú Hồng xin nhắc lại chiều ngang nhà mình là 3,5 m, mà chiều sâu vào á là gần 5,5 m. Rồi trên lầu thì lăn công lấn là hơn 6 m. Và căn nhà này thì đúc bê tông cốt thép toàn bộ. Và nhà thì làm đá mài rất là chắc chắn, của những năm 90, 80 mấy 90 là xài đá mài không à. Có nhà giàu tới phải xài như thế này. Và cô chú chị bạn nào quan tâm thì liên lạc chú Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79 kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Nếu mình có nhà cần ký gửi thì liên lạc với chú Hồng qua số 0933 78 78 78. Chú Hồng sẽ tới review nhà bán nhanh cho cô chú chị. Và chúc mấy anh chị xem kênh một buổi chiều vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công và mua được những căn nhà ưng ý ha. Và xin nhắc lại là nhà mình đó có kết cấu một trệt với ba lầu nha cô chú chị, một trệt ba lầu và sân thượng mái che than. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì liên lạc sớm với Hồng để mình đi xem á. Nhà đúc bê tông cốt thép rất chắc chắn luôn nha. Để mở thử cái cửa này coi được không? Có cái gì khóa máy của xe anh nè. Cái phần này tặng thêm nè. Bên hông á, máy bên hông á. Phần này là chủ nhà tặng thêm cho mình làm cái kho nè, làm cái nhà để đồ để xe. Nếu mà Khang có mua thì để xe nó. Để xe. Đây cái nhà bếp này, nhà bếp này chủ tặng thêm cho mình nha cô chú anh chị. Đó, tặng thêm cái nhà này ha. Đó, tặng thêm cho cái nhà bếp này nha cô chú anh chị. Đây cái nhà bếp này ha. Đó, tặng thêm cho mình cái nhà bếp này. Cái khu vực này khu vực giếng nước. Rồi nếu như mà trời đây gió mát quá trời mát luôn. Và căn nhà mình là địa chỉ là 170/36 đường Hà Tôn Quyền ha. Một trệt với ba lầu, một trệt với ba lầu nha cô chú chị. Và nhà thì đúc bê tông cốt thép toàn bộ. Trên lầu đây là được tiếu tính ra miếng ngoài là 6,5 m, còn ở dưới đây là 5,5 m, chiều ngang là 3,5 m ha. Và nhà thì cao hơn mặt của hẻm cho đường là 2,5 t nha cô chú chị. Thì ở đây là căn sau lưng căn mặt tiền đường Trần Quý, và ra đó là ngay số Sủi Cảo Hà Tôn Quyền luôn ha. Mua nhà là được tặng cái này luôn nha. Rồi cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết video review nhà nha. Rồi xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những video review nhà lần sau.